Rồi xe tới công trình xây dựng rồi nè các bạn ơi. Xe chuẩn bị lên dốc nè. Wow, xe lên dốc rớt luôn. Mình là xe bớt đây, mình đã nghe lời cầu cứu của các bạn, mình sẽ tới giải cứu nha. Tin 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 tin. Wow, rồi máy bay đây rồi, mình sẽ tung cho máy bay rớt xuống nước luôn. Wow. Mình cũng rớt xuống nước luôn rồi các bạn ơi, máy bay bự quá. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ dùng chiếc xe container này và chở hai chiếc xe trộn bê tông này đi tới công trường làm việc nha các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên xe nào. Mình sẽ cho chiếc xe trộn bê tông này đi lên trên xe này đầu tiên nha. Lên nào, lên nào. Rồi, một xe đã lên. Tiếp theo chúng ta cho một chiếc xe trộn bê tông kia lên luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho chiếc xe trộn bê tông này, chúng ta lùi lại nào. Rồi lên xe nào, nhẫn đầu lên. Rồi leo lên, leo lên. Ok các bạn ơi, hai chiếc xe trộn bê tông này đã lên chiếc xe container rồi. Bây giờ mình sẽ cho chúng nó đi làm việc nha. Rồi chúng ta đi nha. Wow, xe đang chạy với tốc độ rất là cao các bạn ơi. Wow, xe chạy nhanh lên nào, nhanh lên để kịp giờ đi công trình nào. Nhanh lên nào. Rồi, xe tới công trình xây dựng rồi nè các bạn ơi. Xe chuẩn bị lên dốc nào. Wow, các bạn ơi. Wow, xe lên dốc rớt luôn. Wow, hư hết xe rồi các bạn ơi. Đây, một chiếc xe nó bị lật ngay đây rồi. Wow, cái công trình này, cái đồi núi này cao quá, dốc cao quá nên xe bị rớt xuống hết rồi nè các bạn ơi. Các bạn ơi, xe ben, mình là xe ben đây. Bây giờ mình sẽ đi tới công trình để mình làm việc nha. Đi thôi. Wow, có chiếc máy bay ở đây. Wow. Các bạn ơi, tự nhiên ở trên chiếc cầu này có một chiếc máy bay nè. Xe ben bị tung vô máy bay, bị lật xuống cầu rồi các bạn ơi. Wow, chiếc máy bay này ai lại để ở đây ta? Làm choáng lối đi của cầu này. Bây giờ mình sẽ dùng xe cảnh sát để mình bỏ chiếc máy bay này ra nha. Mình sẽ tung vô máy bay cho máy bay lật xuống nha. Bùm, wow. Máy bay này cứng quá các bạn ơi. Xe cảnh sát bị lật xuống nước rồi. Máy bay rất là to nên rất là cứng. Wow, chiếc xe cảnh sát với chiếc xe ben đã bị lật xuống nước rồi. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ chúng ta phải cấp cầu cứu chú xe bớt thôi, vì chú xe bớt rất là bự, có thể tung máy bay này rớt xuống nước được. Mình là xe bớt đây, mình đã nghe lời cầu cứu của các bạn, mình sẽ tới giải cứu nha. Tin 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 tin. Wow, rồi máy bay đây rồi, mình sẽ tung cho máy bay rớt xuống nước luôn. Wow, mình cũng rớt xuống nước luôn rồi các bạn ơi, máy bay bự quá. Rồi nhưng không sao, dù gì cũng giải phóng được mặt bằng cho mọi người đi qua rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe ben này mình lấp cái hố này nha. Ở đây đó có hố nước với có một cái cầu nhỏ, nó nguy hiểm quá, các xe đều lọt xuống hố. Bây giờ mình sẽ tới cái đống đất này, có một chiếc xe máy xúc ở đây nè. Mình sẽ xúc đất lên xe ben để mình lấp hố nha. Rồi mời xe ben lùi lại nào. Rồi mình sẽ dùng máy xúc mình xúc đất lên nha. Wow, xúc đất nào. Rồi đổ vô. Ok, tiếp tục nào, xúc đất nào. Vào trong đất là rất là bự luôn đó. Hai gầu, thêm một gầu nữa nào. Rồi ba gầu. Rồi mời bác xe ben
Đổ đất xuống nước nào. Rồi, bây giờ mình lùi lại mình lấy đất tiếp nha. Rồi, tiếp tục mình xúc đất nha. Xúc đất nào. Wow, một cầu. Tiếp nào, đất đây nhiều lắm các bạn ơi. Xúc lên nào. Hai gầu. Wow, bung cái gầu lên rồi. Rồi, mời bác xe bên đi bên đi. Rồi các bạn ơi, cái hố này đã được lắp rồi nè. Đó, bây giờ các xe có thể di chuyển đi qua rồi. Bây giờ tiếp tục các xe di chuyển đi làm việc đi nha. Xin mời xe buýt đi qua. Rồi, mời xe ô tô đi qua. Rồi, tiếp tục mời xe ben đi qua. Và máy xúc đi qua nào. Và đây là chiếc xe máy xúc nhỏ tí hơn nè, đi qua luôn. Và đây chúng ta có một chiếc máy xúc cuối cùng, xin mời đi qua nào. Hello các bạn ơi, mình có một cái rổ đồ chơi nè, với có một cái vợt này nữa nè. Hôm nay mình sẽ dùng cái vợt này, mình sẽ đánh các món đồ chơi này bay vô cái hồ nước kia cho bạn coi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đánh chú khủng long đầu tiên nha. Đây, các bạn nhìn nè, à rồi, mời xin mời, đó các bạn nhìn nè. Wow, bay xa chưa? Một phát một thôi là bay xa rồi, rồi tới lượt chú khủng long. Wow. Rồi, tiếp tục chú khủng long màu xanh nè. Wow, bay quá kia lên kia luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục tới cái xe này màu cam nè các bạn. Rồi, xe khủng long. Wow, bay xuống rất là xa luôn. Đỡ hư, bây giờ là một chiếc xe tải nè các bạn ơi, màu đỏ với màu vàng. Rồi, mời bạn đánh. Wow. Ôi, nó bay mút ra kia luôn các bạn kìa. Rất là xa luôn. Và bây giờ từ từ tới một chiếc xe màu đỏ nè, xe ô tô. Rồi, wow. Rồi, bây giờ tới, wow các bạn nhìn nè. Một chú rồng, khủng long rồng rất là đẹp luôn. Rồi, mời bạn đánh nào. Wow. Wow, chú khủng long rồng nè các bạn. Wow, rồng hai đầu nha các bạn nha. Bây giờ tiếp tục các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tên lửa nè. Rồi, mời bạn đánh. Wow, wow, bay rất là xa luôn. Rồi, bây giờ tới một cái súng khủng long. Rồi, bây giờ tới cái bánh đây. Wow, mình có cái bánh nè các bạn. Đây, một cái bánh màu đỏ, màu đen với màu trắng rồi. Mà bạn đánh nào. Wow, cái bánh rất wow, bay ngay đầu cái súng luôn. Các bạn ơi, đây chúng ta có một cái xe địa hình nè. À, rồi, mời bạn. Wow, rất là đẹp luôn. Wow, rồi, các bạn ơi, bây giờ rất là nhiều đồ chơi, nhiều lắm nè. Bây giờ mình cho cái đồ chơi này đi tắm nha. Bạn bè có đi tắm với đồ chơi không? Mình tắm nha. 1, 2, 3. Đây, đây. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn. Đó. Wow, nhìn đẹp chứ các bạn ơi. Wow, nhờ các bạn là một dòng sông đồ chơi nha các bạn nha. Một dòng sông đồ chơi. Ok, bây giờ mình sẽ múc lên lại coi nó dính con cá nào không nha. Đấy, các bạn múc. Lúc này nè, wow, ôi, hốt đồ chơi lên. Hốt đồ chơi lên, wow, rất nhiều đồ chơi luôn. Wow, dồn vô, dồn vô, dồn lên vô, dồn vô, dồn vô. Wow, đồ chơi nhiều chưa các bạn ơi. Rồi, ok các bạn ha, rất là nhiều đồ chơi luôn. Nếu các bạn thích video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Mộc Duy To nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.